Lạy Jesu Giêsu ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Vì Catholic xin kính chào quý vị và anh chị em, trong tình yêu thương của Chúa Kitô và mẹ Maria. Thao ly cảm ơn quý vị và anh chị em theo dõi chương trình này. Lịch thuật các tin chính trong ngày hôm nay của chúng tôi. Các nữ tu ở Nigeria bị bắt cóc đã được trả tự do. Bốn tối chiến tranh lấp ló trong chuyến thăm Kazakhstan của Đức Giáo hoàng Cha Lombardi nhìn lại những năm phục vụ ba vị giáo hoàng. Sau đây là phần tin chi tiết cùng các tin khác. Các nữ tu ở Nigeria bị bắt cóc đã được trả tự do. Bốn nữ tu bị bắt cóc khi đang trên đường tham dự thánh lễ ngày 21 tháng 8 đã được thả các nữ tu Johannes Gudo, Christabel Echamazu, Liberata Mabulabu và Benita Agu đã bị bắt cóc vào ngày 21 tháng 8 tại bang Imo của Nigeria, nằm ở phía nam đất nước. Sau hai ngày cầu nguyện mãnh liệt để họ được thả nhanh chóng và an toàn, các nữ tu của dòng các nữ tử của Chúa Giêsu cứu thế đã thông báo về việc trả tự do vô điều kiện và an toàn cho những người bị bắt cóc trong một tuyên bố vào ngày 23 tháng 8. Hôm nay là một ngày đáng nhớ đối với chúng tôi, do đó chúng tôi muốn chia sẻ niềm vui này với tất cả những người nam nữ thiền trí, những người bằng cách này hay cách khác đã góp phần vào việc giải phóng các chị em thân yêu của chúng tôi một cách nhanh chóng và an toàn. Dòng các nữ tu của Chúa Giêsu cứu thế là một hội dòng ở Nigeria chăm sóc người nghèo, người già và bệnh tật. Nhà dòng đã không cung cấp bất kỳ chi tiết nào về kẻ có thể đã gây ra vụ bắt cóc. Các vụ bắt cóc các tín hữu Kitô ở Nigeria đã gia tăng trong những năm gần đây, một tình huống khiến các nhà lãnh đạo giáo hội bày tỏ quan ngại nghiêm trọng về an ninh của các thành viên của mình và kêu gọi chính phủ củng cố an ninh cho các công dân. Đặc biệt, các linh mục thường bị bắt cóc và bị giữ để đòi tiền chuộc. Vào ngày 11 tháng 7, Hiệp hội Linh Mục Công giáo Giáo phận Nigeria đã đưa ra một tuyên bố về các vụ tấn công, nói rằng thực sự đáng buồn là trong quá trình hoạt động một vụ bình thường của họ, các linh mục đã trở thành một loài có nguy cơ tuyệt chủng. Gần đây nhất vào tháng 7, cha John Mark Chechnum và cha Denatus Cleopas đã bị bắt cóc tại nhà thờ công giáo Chúa Kitô Vua ở thị trấn Lere, bang Kaduna, phía bắc Nigeria. Cha Cleopas được trả tự do, nhưng cha Chetnum bị giết một cách dã man. Chuyên gia an ninh David Otto, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và An ninh Phi châu, có trụ sở tại Geneva, Thụy Sĩ, nói với CNA vào tháng 7 rằng, sự đồng thuận của các chuyên gia an ninh trong nhóm của ông là giáo hội Công giáo đang bị tấn công vì giáo hội đã trả số tiền chuột rất lớn và bọn khủng bố yêu cầu có thể lên đến 200.000 USD hoặc hơn. Bóng tối chiến tranh lấp ló trong chuyến thăm Kazakhstan của Đức Giáo Hoàng Trong khi mục đích chuyến thăm của Đức Thánh Cha phanxicô tới Kazakhstan sẽ là để tham dự Đại hội các tôn giáo truyền thống và thế giới, cuộc họp liên tôn giáo cũng sẽ là bối cảnh cho cuộc gặp được mong đợi từ lâu của Ngài với Thượng phụ chính thống giáo Nga Kirill. Đức Thánh Cha Francisco đã muốn gặp Thượng phụ Kirill trong nhiều tháng qua. Ngài nói với Univision, mạng lưới tiếng Tây Ban Nha, trong một cuộc phỏng vấn được phát sóng tại Hoa Kỳ vào ngày 11 tháng 7, rằng Ngài dự định gặp giáo chủ chính thống giáo Nga trong chuyến thăm từ ngày 13 đến 15 tháng 9 tới Kazakhstan. Đức Giáo Hoàng nói với Univision rằng, ngài có mối quan hệ tốt với thượng phụ Kirill, là người đã ủng hộ mạnh mẽ cuộc xâm lược Ukraine của Nga. Bất chấp những quan điểm dị biệt của họ về cuộc chiến, Đức Giáo Hoàng nói, rõ ràng là quan điểm của ông ấy bị quy định bởi quê hương của ông ấy theo một cách nào đó. Điều đó không có nghĩa là ông ta là một người đàn ông không đứng đắn. Không, Thiên Chúa biết trách nhiệm đạo đức của mỗi người trong sâu thẳm trái tim họ. Trang web của đại hội nêu rõ rằng, được tổ chức 3 năm một lần, Đại hội các tôn giáo truyền thống và thế giới là sáng kiến của tổng thống đầu tiên của Kazakhstan, Nazarbayev, như một cách thúc đẩy đối thoại giữa các tôn giáo. Trang web của đại hội nói thêm rằng, một mục tiêu khác của đại hội là ngăn chặn việc lợi dụng tình cảm tôn giáo của mọi người để làm leo thang xung đột và thù địch. Đức cha Adelio Doloro của Karaganda, Kazakhstan cho biết, mặc dù cuộc gặp gỡ Đức Thánh cha Francisco và Thượng phụ Cyril vẫn chưa được công bố, nhưng cuộc gặp như vậy diễn ra tại Kazakhstan trong Đại hội các tôn giáo truyền thống và thế giới là rất quan trọng. Gỡ đó diễn ra ở đây, và người ta sẽ hiểu rằng tôn giáo không phải phục vụ nhà nước. Như Đức thánh cha Francisco đã nói với giáo chủ trong cuộc gặp gỡ trực tuyến với ngài. Đức cha Deloro nói với SIR, cơ quan thông tấn của hội đồng giám mục ý, trong một cuộc phỏng vấn được công bố ngày 1 tháng 7. Điều quan trọng là các nhà lãnh đạo tinh thần phải khẳng định rằng tôn giáo là một nhân tố của sự hợp nhất và hòa giải, và do đó, trách nhiệm đối với các tín hữu, đặc biệt nếu họ là Kitô hữu, là phải kiến tạo hòa bình sự ủng hộ mạnh mẽ của thượng phụ Kirill đối với cuộc chiến của Tổng thống Nga Vladimir Putin ở Ukraine, đặc biệt là việc ông biện minh cuộc chiến này như một biện pháp bảo vệ chống lại sự vô đạo đức của phương Tây, đã gây ra rạn nứt trong giáo hội chính thống Nga và làm căng thẳng quan hệ với giáo hội công giáo. Đức Thánh Cha Francisco Cô đã đặc biệt thẳng thừng khi nhắc nhở Thượng Phụ Kirill về vai trò thích hợp của một mục tử trong một cuộc phỏng vấn với tờ báo Ý Corriere della Sera xuất bản ngày 3 tháng 5, Đức Thánh Cha Francisco nói rằng trong một cuộc họp Zoom vào giữa tháng 3, Ngài đã nói với giáo chủ Anh ơi, chúng ta không phải là giáo sĩ của nhà nước. Chúng ta không thể sử dụng ngôn ngữ của chính trị, nhưng phải nói ngôn ngữ của Chúa Giêsu. Đức Giáo Hoàng nói với tờ báo Ý Đức Thượng Phụ không thể biến mình thành cậu bé giúp lễ cho Putin. Tuy nhiên, lời nhắc đó đã khiến tòa thượng phụ Mạc Tư Khoa phản ứng dữ dội. Giáo hoàng Francisco đã chọn một giọng điều không chính xác để truyền đạt nội dung của cuộc trò chuyện này. Vị thượng phụ nói ngày 4 tháng 5, những tuyên bố như vậy không có khả năng góp phần thiết lập một cuộc đối thoại mang tính xây dựng giữa công giáo Roma và các nhà thờ chính thống Nga, điều đặc biệt cần thiết tại thời gian hiện tại. Tuy nhiên, ngay cả trong tòa thượng phụ Mạc Tư Khoa, cũng có người đồng ý với Đức Giáo Hoàng rằng Đức Thượng Phụ không thể biến mình thành cậu bé giúp lễ cho Putin. Đức Tổng Giám mục Hilarion, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại của Thánh Công đồng Chính Thống giáo Mạc Tư Khoa, đã từ chối yêu cầu của Thượng Phụ Kirill phải ra một tuyên bố lên án Đức Giáo Hoàng. Kết quả là Thượng Phụ Kirill đã cách chức Tổng Giám mục Hilarion và đưa sang áo coi sóc một giáo đoàn vài trăm người. Cha Lombardi nhìn lại những năm phục vụ ba vị giáo hoàng. Cựu giám đốc của Đài phát thanh Vatican và văn phòng báo chí tòa thánh sẽ bước sang tuổi 80 vào thứ Hai, ngày 29 tháng 8. Tu sĩ dòng tên người Ý, người đã phục vụ Đức Gioan Phaolô II Đức Benedicto 16 và Đức Francisco nhìn lại sự nghiệp lâu dài và đáng kinh ngạc của mình trong một cuộc phỏng vấn với tờ Avenir là tờ báo hàng ngày của Hội đồng Giám mục Ý. Cha Federico Lombardi tốt nghiệp Đại học Turin với bằng toán học năm 1969 và được thụ phong linh mục ở Đức năm 1972, nơi ngài làm tuyên úy cho những người Ý xa xứ. Với xuất thân này, Ngài dường như không có duyên để phục vụ trong lĩnh vực truyền thông của Đức Giáo hoàng. Nhưng con đường của ngài dần dần đưa ngài đến với chức năng phát ngôn viên của Đức Giáo hoàng. Với tư cách là giám đốc văn phòng báo chí Vatican từ năm 2006 đến năm 2016, ngài cũng đã lãnh đạo Đài Phát thanh Vatican trong một phần tư thế kỷ, từ năm 1990 đến 2016 và đã để lại dấu ấn cho cả một thế hệ nhà báo trong khi đặc biệt thân thiết với Đức Benedicto 16 và vẫn là chủ tịch của quỹ Ratzinger. Ngài cũng đã phục vụ Đức Giáo Hoàng Francisco trong ba năm đầu tiên của triều đại giáo hoàng, người mà Ngài chia sẻ ngôn ngữ của linh đạo y nhã như một tu sĩ dòng tên. Ngài nhấn mạnh, Hơi thở của không khí trong lành mà Đức Giáo Hoàng người Á Căn Đình đã mang lại bên trong và bên ngoài giáo hội. Vài ngày trước khi đạt được cột mốc kép là 80 tuổi và 50 năm linh mục, Cha Lombardi rất thanh thản. Ngài nói: "Tôi sống chức vụ của mình với hy vọng và đức tin, không hoài niệm về quá khứ huy hoàng của dòng tôi và luôn nuôi dưỡng niềm tin vào tương lai của Giáo hội và những người sẽ đến sau tôi." Chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Xin quý vị và anh chị em giúp phổ biến rộng rãi chương trình này đến với gia đình, thân quyến và bạn bè xa gần như một cách thức để truyền giáo. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và anh chị em trong lần phát hình tới. Lầu đế thua Giêsu Christos, người khen Chúa Giêsu Kitô.